Chào mọi người đến với kênh của Mập Không Béo nha. Hôm nay mẹ Mập làm thịt kho hột vịt nè mọi người. Mẹ Mập đem ra tiệm cho Mập nè. Mọi người thấy thịt kho hột vịt ngon mọi người. Rồi Mập ăn với cải dúng nè, dưa giá, cà chua với lại dưa leo nữa mọi người. Hôm nay thì Mập uống trà đào. Ăn cơm là phải uống mấy cái trà trái cây á mọi người. Mấy hộp. Mời mọi người nha. Mời mọi người uống trà với Mập nha. Rồi mời mọi người ăn cơm với Mập nha. Cười coi nè. Xuất sắc lắm mọi người ơi. Wow. Mọi người thấy ngon không? Chịu gì nổi hả mọi người? Trời ơi nó đã. Được mọi người. Ngon mọi người. Mời mọi người nha. Ngon mọi người. Cũng có dưa giá nè. Thịt nè mọi người. Ở cái cục mỡ. Ôi trời đất ơi. Thứ gì chịu nổi mọi người. Cục mỡ nó ngon nè mọi người. Nó rượu ra luôn mọi người. Xuất sắc mọi người ha. Chết mặt bữa nay rồi. Chấm miếng thịt cho mọi người. Mỏi mọi người. Ngon. Thịt mà mỡ thấm đó mọi người. Cải dúng nha mọi người. Dưa giá xuất sắc mọi người. Mùi thấy trứng không? Trứng vịt nó thấm không mọi người? Ngoài trời mưa luôn rồi mọi người. Đã gì đâu á. Cái cải dúng này nè mọi người. Không biết bạn gọi tên gì đúng không nha. Nè. Nhà mặt toàn gọi cải dúng mà. Dúng lại mọi người. Mà ăn chung với nấu canh cũng ngon. Mà ăn chung với thịt kho, cá kho nữa. Trời ơi, thì xuất sắc luôn. Giò muỗng ngọt.
Béo mọi người. Mẹ mập à, coi cái nồi thịt này hết bài. Người thấy ngon. Mỡ nè. Trời ơi nó béo. Thêm thịt nạc nữa chứ, trời trời trời. Ngon mọi người. Đã quá. Cái trứng mọi người ha. Trời ơi. Đã mọi người ha. Phê cái trứng luôn. Xuất sắc mọi người. Trứng này mà ăn ha. Trứng hộp vịt này nè, họ thích nhất là tách cái lòng trắng cái lòng đỏ ra, xong lấy lòng đỏ trộn chung với cơm hết mọi người. Trời ơi, xong rồi chan nước thịt kho lên ăn nó béo béo thì thôi luôn.
Ngon mà muốn đuổi mà không được luôn mọi người. Nó mưa rồi mới nhớ. Hồi đó mọi người, lúc đó là Mập thuê chung cư ở. Sau này bây giờ hiện tại Mập dọn về nhà ở cha mẹ rồi. Cả lúc mà thuê chung cư đó gồm có 3 phòng thì xe nhau ra ở. Thì có một hôm trời mưa mà cũng chưa mưa đúng mọi người, lúc đó phải 12 giờ hay 2 giờ sáng gì, Mập nhớ không rõ khoảng thời gian, nhưng mà đêm nha. Mập đang ngủ, Mập ngủ say rồi. Tự nhiên á, cái sấm chớp một cái đùng. Mà sấm chớp á, sấm chớp mà từ nhỏ đến lớn Mập sống á nha, đó là lần đầu tiên mà thấy cái sấm chớp mà kinh khủng đến như vậy luôn. Xong rồi Mập giật mình dậy, vừa mở mặt á, cái kiểu Mập sợ quá. Cái gấu Mập á mới vuốt vuốt như là nói là không sao đâu đừng sợ, có em này không sao đừng sợ, ngủ tiếp đi. Thì rõ ràng Mập nghe vậy xong đúng không, cái Mập nhắm mắt Mập ngủ. Thì Mập chùm mờ lên, cái không hiểu sao một chút nữa Mập quay qua, mà vừa trong tích tắc thôi mọi người, chừng chưa được một phút nữa, cái Mập quay qua Mập ôm gấu Mập thì thấy gấu Mập là ngủ say sưa luôn mọi người, không có giống như là vừa mới tỉnh dậy mà kiểu trấn an mình đừng sợ mọi người. Là lúc đó Mập thấy cái gì đó không ổn rồi, cái Mập mới ôm gấu Mập ngủ. Cái khoảng 5 phút sau tự nhiên gấu Mập tát Mập một cái bóp luôn. Cái Mập giật mình kêu ủa sao tự nhiên tát Mập vậy, nghe không? Mập kêu chứ ủa chứ em đang ngủ mà tự nhiên sao cấu em. Cái Mập đó ủa chứ Mập ngủ hồi nãy giờ Mập có làm gì đâu. Cái hả, rõ ràng mà lúc mà đưa cái tay lên mọi người, cái vết cấu rõ ràng luôn mọi người, ghê lắm luôn á. Mà rõ ràng cái tay của Mập ôm gấu Mập thì không có, cái tay gấu Mập thì để trên trên đầu vậy nè, còn có tay gấu Mập ôm bên này, còn tay ở dưới thì bên sau lưng gấu Mập, thì làm sao Mập với lên Mập ra cấu được. Rồi cái Mập mới kể lại là hồi tối hôm qua là em kêu Mập đừng có sợ này nọ đồ. Gấu Mập nó không có, em không có kêu Mập đừng có sợ, lúc đó hả em ngủ say mà em đâu có kêu gì đâu. Mà rõ ràng là một người tiếng giọng con gái rõ ràng luôn, không phải là ngập ngủ mà Mập bị mộng du hay bị mớ gì đâu mọi người. Xong cái Gấu Mập cũng có kể là hồi tối hôm qua ngay cái lúc vừa sấm chớp xong chút xíu là Gấu Mập có nằm mơ là cái hướng mà Gấu Mập quay, có nghĩa là Gấu Mập quay lưng về phía Mập thì cái mặt của Gấu Mập sẽ quay ra phía bên đối diện cửa ra vào. Thì Gấu Mập mơ là lúc đó mở mắt ra là thấy cái gương trước mặt Gấu Mập á, thì có một người con gái trong đó mọi người, tóc dài mà mặc đồ trắng, thì đúng như hình tượng của những cái ma mà người ta dựng lên là lúc nào cũng tóc dài mà mặc đồ trắng á mọi người. Gấu Mập kiểu hả nhìn thật lắm luôn. Xong rồi sáng hôm sau đó Mập kể với Gấu Mập câu chuyện như vậy á, Gấu Mập nói chứ trời ơi em cũng thấy như vậy á, mà rõ ràng hồi tối hôm qua em không có kêu Mập là không sao đừng sợ, có em ở đây đừng sợ, không hề có luôn mọi người, mà đúng là như vậy luôn. Trời ơi Mập với Gấu Mập không nói là sợ luôn. Cái xong rồi cái bạn cùng phòng của Mập, không phải là cùng phòng mà cùng căn chung cư thuê thì có 3 phòng xe ra mọi người, bạn nó nói là bạn nó đi coi bói nói là có một người con gái đã treo cổ tự tử trước cửa cái căn chung cư của Mập. Thì Mập mới nói là ủa làm sao mà treo được, tại vì trên chỉ là ở những cái thạch cao la phong rồi mới ngồi thì treo vậy làm sao mà treo được, nó sẽ sập cái đó. Thì khi mà hỏi rõ ra thì là có nghĩa là người ta treo, ngày xưa là người ta treo cổ lên cái cây đó, mà cái cây đó mọc cao, cái khúc mà bạn nó treo là cái cây đó ngay chỗ cái cửa phòng hiện tại của Mập bây giờ, mà ngày xưa là cái cây cao to. Sau lại nói là cái người con gái đó do cái bạn đó thấy được cho nên đi theo về nhà, lúc thì nói là treo cổ đó, lúc thì kêu đi theo về nhà, Mập cũng không biết sự thật là như thế nào, nhưng mà từ lúc đó cái cảm giác nó kỳ lắm mọi người, nghe mà thấy ớn ớn sao mọi người. Mà cái bạn mà xe chung cái căn chung cư với Mập á, bạn đó là yếu bóng vía lắm, Mập cũng yếu bóng vía luôn mà bạn đó cũng yếu bóng vía. Bạn đó hả, nói chung là không biết sao nhưng mà yếu dữ lắm luôn mọi người, cứ tí rầm đồ á, rồi yêu rầm mà nó sẽ bị biết cái tin đó xong á, kêu là ở trong chung cư đang có gì á. Cái là tụi Mập ở được thêm không một hai tháng nữa khoảng đó là tụi Mập dọn đi hết luôn, không dám ở nữa.
Ngon rồi, trời ơi trời. Không, mình mới học được cái từ mới. Trời ơi. Alo. Alo ngon quá, alo. Đỉnh. Ngon quá. Mát. Đào miếng nào nè mọi người. Ngon mọi người ha. Giòn. Mát lạnh luôn. Bữa ăn cũng mập xong rồi. Mọi người xem á, thích và thương thì cho Mập Xinh một like, một share, comment với lại subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của Mập. Yêu mọi người.